Do khi mình đăng ký cái phiên bản beta test để mà có thể may mắn trải nghiệm được cái tựa game này thì mình lại lựa chọn cả hai cái phiên bản, gồm cái phiên bản mobile ở trên Android và một cái phiên bản ở trên PC. PC thì mình đã có một vài cái video cho anh em trải nghiệm gameplay rồi. Và cái bản PC đó là cái bản max setting. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái con game này trên hệ Android và cũng là max setting cho anh em để mà anh em có thể là trải nghiệm cái con game này một cách tối đa về cấu hình để xem là game nó có mượt mà hay không nhá. Đồ họa rồi là tạo hình nhân vật rồi là chi tiết ở trên bản đồ nó ok hay không. Ngoài ra thì mình cũng gửi đến cho anh em cái cấu hình cụ thể nhất cho mobile và PC. Mobile thì ở đây điển hình nó sẽ là Android, còn iOS thì nó hiện tại vẫn chưa có cái cấu hình cụ thể em nhá. Mình sẽ gửi ra cho anh em cái cấu hình cụ thể nhất mà nhà phát hành con game này đưa ra, Hozovot đưa ra, để mà em có thể là đi kiếm, đi đi nâng cấp cái cấu hình điện thoại của anh em lên để mà trải nghiệm tựa game này mượt mà nhất. Đầu tiên thì chúng ta vẫn trải nghiệm cái gameplay bản mobile max setting trước em nha. Bản mobile này thì lúc đầu mình vào trải nghiệm do là mình chơi chủ yếu ở trên PC mà. Hôm nay có cái video review bản mobile nên mình mới vào chơi mobile thôi, chứ còn chủ yếu mình chơi ở trên máy tính là nhiều. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Do đó là khi mà vào trải nghiệm con game này thì các cái loot của mình thì hơi lạ một xíu. Khoảng tầm 5 đến 10 giây là mình bắt đầu hiểu cái nút đánh con game này rồi, ở trên mobile rồi. Nó rất là dễ dàng và đơn giản thôi anh em nhé. Chỉ là chơi nhiều trên PC thì nó hơi lạ tay một tí thôi. Chứ còn khoảng tầm 5 đến 10 giây là mình đã bắt đầu quen thuộc với các cái nút đánh ở trên thiết bị mobile rồi anh em nhé. Rất cực kỳ dễ dàng thôi. Và khi mà mình trải nghiệm con game này ở trên mobile thì mình thấy là nó khá là mượt. Hiện tại là mình đang trải nghiệm cái con game này trên con Red Magic 7S Pro phiên bản 16GB ROM, à đâu 16GB RAM và 512GB ROM. Đấy, một cái cấu hình nó khá là khủng hiện tại nên là chơi con game này rất là sướng. Còn những cái con máy đời yếu hơn thì mình cũng chưa rõ cho lắm em nhá. Con này thì nó yêu cầu cái cấu hình ở trên thiết bị Android khá là cao. Tí nữa thì mình gửi đến cho anh em thì anh em sẽ biết được là nó cao như thế nào nhá. Trải nghiệm thì nó khá là ok, bật mắc cái đồ họa hiện tại có con game này. Tuy thế thì khi mà trải nghiệm khoảng tầm được 5 đến 7 phút là bắt đầu máy có cái hiện tượng nóng nóng rồi. Nó nóng cũng gọi là ấm ấm rồi đấy anh em. Do là mình bật max setting. Chứ còn nếu mà như bình thường một con game này ra mắt chính thức chẳng hạn thì ít ai bật max setting đồ họa lắm. Chỉ là bật cho nó FPS nó cao thôi, còn lại đồ họa nó cũng dạng tầm trung, tầm dưới để mà trải nghiệm con game này một cách đó tối ưu nhất. Chứ còn bật max setting là chỉ khi nào mà anh em muốn trải nghiệm con game này đồ họa cao nhất thôi, chứ còn ít khi đăng nghiện để bật max setting để chơi game lắm. Chắc chắn là với cái đồ họa này thì game nó sẽ nóng máy nếu mà anh em bật max setting rồi, không thể nào mà chạy đi đâu được em nhé. Và đây cũng là cái phiên bản beta test nữa nên là nóng máy là đương nhiên, và game nó còn chưa được tối ưu cho lắm nên là nó có những cái hiện tượng lạ thì nó là điều hiển nhiên rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến cái bản chính thức thì chúng ta mới có thể là nhận xét được con game này nhá. Mượt mà ok. Tuy thế thì ví dụ như là khi mà chúng ta tí nữa thì mình sẽ có một cái đoạn giới thiệu đến cho anh em khi mà chúng ta ra ngoài cái khu vực thành phố ấy, thì khi đó là khoảng tầm nhiều lần là mình thấy nó khự khự, nó giật giật. Đấy, cảm giác là nó đang loát cái map nó chưa hết ấy. Mà khi mà chúng ta cố gắng là di chuyển hay là chạy nhảy thì nó sẽ có cái hiện tượng là giật giật em nhá. Vừa nãy mình có nói rồi, đây là cái bản beta nên là chúng ta không thể nào mà đòi hỏi một con game nó quá là hoàn hảo được. Nên là bây giờ thì chúng ta cứ trải nghiệm thế nào thôi. Còn khi nào mà nó ra mắt chính thức mà nó vẫn có cái hiện tượng giật nang hay là nóng máy quá đà thì khi đó thì chúng ta mới có thể là phản hồi chi tiết được. Chặt chém rất là tuyệt vời, rất là đã mắt. Tuy thế thì con game này ở trên mobile thì mình thấy là nó có vẻ là khá là có màu sắc của nó hơi tối một tẹo ấy. Nó không được rực sáng so với bản PC. Chỉ là thế thôi anh em nhá, chứ còn lại thì ok. Ngoài ra thì đây là một con game cũng khá là mất thời gian, do là đi ải nó không phải là cứ vào ải là đánh đâu anh em. Mà chúng ta sẽ phải giải đố di chuyển cái con botnet của anh em đến những cái khu vực chỉ định với những cái hoạt động và tính năng khác nhau. Sau đó thì mãi mãi chúng ta mới có thể là đi chiến đấu được. Nên là con game này có vẻ như là hơi tốn thời gian đó anh em nhé. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em
truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Ở video này thì mình mới đánh một cái ải thôi mà nó đã mất đến 20 phút rồi, và mình sẽ phải cắt ghép ra để nó còn khoảng tầm 7 hay 8 phút thôi, chứ còn thực ra chuẩn nó là 20 mấy phút anh em nhá. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gửi đến cho anh em cái cấu hình cụ thể ở trên cái phiên bản Android trước đi. Android thì như trước mặt anh em đây, nó ghi rõ cho anh em rồi. Đây là cái yêu cầu về cái thiết bị của tựa game này. Ở trên Android thì nó sẽ yêu cầu đó là con chip Snapdragon 8 Gen 1. Tiếp theo là con Dimensity 8200 hoặc là Kirin 9000. RAM thì khoảng tầm 8GB trở lên này. Android thế là Android 11 hoặc là cái phiên bản Android cao hơn. Với lại nó đòi anh em 15GB trống, 15GB bộ nhớ trong, ROM trống em nhá. Thì đấy là cái cấu hình, yêu cầu cấu hình hiện tại, yêu cầu về thiết bị hiện tại của con game này. Còn đối với cái yêu cầu thiết bị của PC, nó đòi cái con chip Intel i7 thế hệ thứ 10 này, RAM yêu cầu là 8GB trở lên này. Về con card đồ họa thì nó sẽ cần con Nvidia GeForce GTX 1660 trở lên này. Và phiên bản thì sẽ là Win 10 trở lên và ít nhất chống 40GB dung lượng. Đấy, đấy là cấu hình gọi là cái thiết bị yêu cầu cái tựa game này. Còn cái cấu hình tối thiểu thì hiện tại game vẫn chưa đưa ra. Đây không biết có phải là cái cấu hình tối thiểu của game hay không. Mình nghĩ đây chắc không phải đâu. Nó sẽ còn dưới nhẹ nhẹ hơn một xíu nữa. Chứ còn nếu mà nó đòi cái cấu hình tối thiểu như hiện tại mình vừa giới thiệu đến cho anh em thì con game này thực sự hơi căng. Rồi, vừa đó toàn bộ cái video ngày hôm nay về trải nghiệm con game Zenith Zone Zero ở trên phiên bản Android với cấu hình Max Setting, Max Graphics hiện tại, đồ họa cao nhất hiện tại của con game này, và cũng đưa ra cái thiết bị yêu cầu của tựa game này trên Android và trên PC. Sau khi mà anh em xem xong video này thì có suy nghĩ gì về các cái thông tin trên, hãy comment bên dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye. Started a few days ago. I was enjoying my lunch while waiting for instructions from my employer, the odd job agency, Cunning Harris.